Phương Thúy hân hạnh chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Yêu Lao Động. Theo quý vị, động lực nào giúp người lao động làm cha làm mẹ luôn nỗ lực cống hiến và hăng say làm việc ạ? Có thu nhập, có vị trí tương xứng với năng lực của mình? Vâng, đúng là như vậy. Tuy nhiên, cái đích cuối cùng của những động lực ấy lại là mái ấm gia đình. Ở đó, những đứa con chính là nguồn động lực để bố mẹ sống tốt hơn và vững tin vào tương lai tươi sáng. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với họ là từng ngày chứng kiến con trẻ khôn lớn và được cấp sách tới trường. Nhưng theo đó là biết bao sự nhọc nhằn của những lo toan khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày tựu trường. Và câu chuyện cùng con đến trường chính là chủ đề của chương trình hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu từ góc nhìn 360. Từ miền quê Tiên Lãng ra thành phố lập nghiệp, không có người thân hỗ trợ, vợ chồng anh Phạm Hữu Lợi có vô vàn khó khăn kể từ khi hai con bước vào tuổi đến trường. Vợ anh làm công nhân, cách xa nhà gần 20 cây số, sáng đi tối về. Còn anh hiện làm thợ điện trong công ty trách nhiệm hữu hạn nữ trang D và Q. Dù anh Lợi làm việc gần nhà nhưng cũng không được về buổi trưa. Công việc bận bịu, không có thời gian để đón cả hai con. Anh chỉ có thể đưa đón cô con gái nhỏ hiện đang học tại trường mầm non, đành chấp nhận để cậu con trai lớn học lớp 3 tự đến trường. Không có nhiều lựa chọn, vợ chồng anh Lợi cũng vì thế chấp nhận gửi cô con gái nhỏ vào trường tư thục với mức học phí cao hơn gần gấp đôi trường công. Tại đây bé được trông từ thứ 2 đến thứ 7 và thời gian đón con có thể xê dịch tới 6 giờ tối. Đây là giải pháp hợp lý nhất tại thời điểm này để anh chị đảm bảo công việc, kiếm thêm thu nhập, chi trả các khoản trong tháng cho cả gia đình, đặc biệt là việc học hành của các con. Thu nhập thì của hai vợ chồng thì cũng không được cao, thì nó học phí cho các cháu cũng phải mất khoảng độ 40-50%. Năm học mới thì các cháu đóng học rất là nhiều, cho nên là những cái ví dụ như là mua sắm về đồ dùng hay là quần áo hay là ăn đồ uống thì cũng phải thằng tiện hơn. Cô con gái lớn năm nay bước vào lớp 1, chị Nguyễn Vân Anh, nhân viên văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng, có không ít băn khoăn lo lắng. Mới chỉ vào học được 3 tuần, nhưng thời gian biểu của chị đã phải thay đổi rất nhiều để phù hợp với giờ giấc học hành của con. Khác với trước, tan ca là Vân Anh phải nhanh chóng di chuyển đến trường đón con gái. Phần vì để con không chờ lâu, cũng đồng thời giúp bé có tâm lý tốt khi chuyển sang môi trường học tập mới. Khi cho con đến trường thì mình cũng rất là lo, vì không biết là con có đến đấy con có thích nghi được ngay không, hay là đến đấy thì nhiều khi là con mình ăn rất là chậm. Thế rồi viết cũng thế, các con mình rất là nhát. Có khi là không biết thì không dám hỏi cô. Bên cạnh sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng tới công việc của hai vợ chồng, chị Vân Anh cũng không tránh khỏi những lo lắng về các khoản chi phí cho con khi nhu cầu học tập tăng lên. Thu nhập mỗi tháng chưa đầy 8 triệu. Chính vì thế, khi bé lớn chuyển cấp, bé thứ hai chuẩn bị vào học mầm non, hai vợ chồng chị đã phải phân công lao động rõ ràng. Chị đảm nhận việc chăm sóc con khi hết giờ làm, còn chồng ngày đi làm tại cơ quan, tối về tranh thủ làm ngoài giờ để có thêm nguồn thu nhập. Khoản thu nhập của mình chỉ là cố định, không có cái khoản thu nhập nào khác. Khi mà con trước đi con học mẫu giáo thì mình chỉ có một khoản duy nhất là đóng học phí thôi. Nhưng mà khi con lên cấp 1 thì nó sẽ có nhiều khoản phụ thu khác. Nên là hai vợ chồng mình lại phải cân đối lại cái mức chi tiêu trong gia đình. Lo lắng cho con đến trường là lẽ tự nhiên của mỗi người cha, người mẹ. Nhưng với những công nhân lao động, khi mọi thứ đều hạn hẹp, từ nguồn thu nhập đến quỹ thời gian, thì câu chuyện đồng hành cùng con đến trường của họ luôn là những trăn trở. Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập ở trên cũng chính là những mối lo toan chung của bất cứ người lao động làm cha làm mẹ nào. Đặc biệt là những người lao động chỉ có mức thu nhập ổn định hàng tháng, thì việc đóng các khoản phí đầu năm học cho con là điều vô cùng nan giải. Làm thế nào để cân đối chi tiêu? Đồng hành cùng con, cha mẹ phải làm gì? Những hoạt động tiếp sức cho con đến trường có ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Phương Thúy tiếp tục tìm hiểu. Mùa thu, mùa tựu trường, tiếng trống trường đã điểm. Một năm học mới lại bắt đầu với những cảm xúc khó tả từ những nẻo đường đến trường vào lớp. Những ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của học sinh ngày đầu tiên đi học.
sự khởi đầu cho một nụ cười mới, niềm vui mới. Theo bước chân con tới trường, các bậc cha mẹ lại thêm một động lực để cống hiến và làm việc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi một bậc học, một cấp học đều cần chuẩn bị cho con những hành trang khác nhau. Và lúc này thì chắc hẳn những ông bố bà mẹ đang rất nóng lòng để muốn biết con mình cần chuẩn bị những hành trang như thế nào. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thạc sĩ Vũ Thị Hương Giang, Phó trưởng khoa Giáo dục tiểu học và mầm non trường Đại học Hải Phòng. Trước hết thì chúng ta cũng biết rằng là các bậc phụ huynh thường rất lo lắng khi các con của mình vào đầu cấp 1. Các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian hơn cho con trong cái đoạn đầu cấp 1 và cũng phải có một cái sự chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó thì cho trẻ làm quen với trường, với lớp, với bàn, với ghế. Sau đó là hướng dẫn con sắp xếp để tạo cho con một cái tâm thế thoải mái, vui vẻ, tự tin khi bước vào môi trường mới. Trang bị cho trẻ tốt hơn trong cái việc là cho trẻ tìm hiểu, khám phá tự nhiên những cái môi trường tự nhiên xung quanh để phát triển những cái vấn đề về nhận thức, về tư duy, về trí tuệ cho trẻ và đưa trẻ vào các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật và các hoạt động khác, ví dụ như là vẽ, xé, dán, nặn và các hoạt động đóng kịch, chơi trò chơi đóng kịch đấy, và có thể là kể chuyện, diễn cảm và đọc thơ diễn cảm, thì những cái hoạt động đó sẽ giúp cho trẻ phát triển về tư duy rất tốt. Một điều nữa các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đó chính là phải tạo cho trẻ những cái thói quen và một số kỹ năng. Trẻ phải có một cái thói quen nề nếp, kỷ luật là đi học đúng giờ, đầy đủ, để giao những cái nhiệm vụ khó hơn cho trẻ. Ví dụ như là đưa cho trẻ các nhiệm vụ trong một khoảng thời gian từ 30 đến 45 phút, trẻ phải hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Thế thì nếu như phụ huynh dành nhiều thời gian hơn cho con và chuẩn bị cho con nhiều hơn nữa thì tôi tin rằng là các bậc phụ huynh và các con sẽ hoàn toàn tự tin và thoải mái bước vào môi trường mới. Gần 20 tỷ đồng là số tiền được trao cho con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao của năm học 2016-2017 trong hệ thống các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng nhân dịp bước vào năm học mới vừa qua. Đây là việc làm thiết thực nhằm tiếp sức cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Chương trình đã thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của người lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn an tâm lao động, công tác và có thêm điều kiện chăm lo việc học hành cho con em. Những hoạt động này sẽ giúp các em phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục học tập thật tốt, là những con ngoan trò giỏi để mai này trở thành những công dân tốt, phục vụ cho gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi vướng mắc đều có thể được tháo gỡ khi và chỉ khi mỗi người xác định được trong mình cái đích để đến con đường để đi. Với con cái, được học tập là niềm mơ ước và khao khát, thì đối với những bậc làm cha làm mẹ, cho con một hành trang và chân trời kiến thức là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Và chương trình ngày hôm nay xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những thông tin hữu ích để bổ sung vào cẩm nang cho con đến trường. Không nên cho trẻ vào lớp 1 chưa đúng tuổi. Không nên dạy trước cho trẻ những bài học trong chương trình sách giáo khoa lớp 1. Quan tâm đối chiếu khả năng phát triển của trẻ với yêu cầu bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, các bậc phụ huynh nên giới thiệu cho trẻ biết một vài thông tin sơ lược và tốt đẹp nhất về trường tiểu học mà con sắp được học. Cố gắng mua sắm cho trẻ thật đầy đủ mọi tư trang và dụng cụ học tập như giày dép, giày, mũ, cặp, sách vở, bảng con, bút chì, bút vẽ hay thước kẻ. Bố mẹ nhất thiết phải đưa con đến trường. Biết các nội quy kỷ luật của trường, tham gia các hoạt động sinh hoạt cùng con. Giúp con học tập hiệu quả. Dành thời gian để nói về việc học ở trường với con. Bí quyết dọn bàn học kiểu mới cũng đã khép lại chương trình Yêu Lao Động của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể tương tác với chương trình qua địa chỉ fanpage Yêu Người Lao Động.
Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau lúc 20h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THP của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.